Vũ Le phủ nhận rời ghế giám khảo gì ồn ào đời tư. Phủ nhận cái gì mà phủ nhận má. Thôi nhận đi cho rồi chứ phủ nhận gì. Mới đọc cái tờ báo nè, Vũ Le phủ nhận rời ghế giám khảo gì ồn ào đời tư. Nghệ sĩ Vũ Le. Ủa sao không có ưu tú ta? Nghệ sĩ Vũ Le nói anh rời ghế giám khảo chuông vàng giọng cổ do bận việc cá nhân, không phải vì ồn ào đời tư như tin đồn. Chiều ngày 3 tháng 9, Vũ Le cho biết tin đồn anh bị gạch tên khỏi dưới ghế nóng chuông vàng vọng cổ là không chính xác. Nghệ sĩ cải lương nói trong tháng 9 anh vướng lịch trình cá nhân nên không thể đồng hành cùng thí sinh, do đó anh chủ động xin ban tổ chức rút khỏi vị trí ban giám khảo. Tôi xin rút vì sợ không hoàn thành trách nhiệm với thí sinh. Tôi nhờ nghệ sĩ Kim Phương tham gia. Ủa là trời, tôi nhờ nó he. Chỉ cho các thí sinh cách ca hay tự tin nhất trước chung kết. Trong tháng 10 nếu sắp xếp được công việc tôi sẽ trở lại, anh nói. Trời ơi, cái gì vậy? Cái chương trình gì mà mắc cười quá vậy? Cái chương trình gì đâu mà bận thì đi rồi hả, rồi rảnh thì quay lại vậy đó hả? Cái chương trình gì kỳ he? Cái chương trình gì mà bận là rút rồi rồi rảnh thì trở lại rồi chứ đó hả trời. Chương trình nghe ha. Như vậy rồi sao mà kìm cặp thí sinh được? Đại diện chương trình cũng cho biết Vũ Le rút khỏi vị trí này vì lý do cá nhân. Trời ơi, chụp hình rồi he. Photoshop hơi bị quá tay. Giữa tháng 8, Le Le vợ sắp cưới của Vũ Le bị chỉ trích vì khán giả cho rằng cô có hành động thiếu chuẩn mực. Trên livestream, cô chế lời quốc ca với giọng điệu đùa cợt gây bức xúc. Trong buổi livestream của Le Le, Vũ Le ngồi cạnh, sự việc khiến khán giả chỉ trích phản đối anh làm giám khảo chuông vàng giọng cổ 2024. Hôm 27 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chánh đối với Le Le về hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả, quy định tại Điều 10 Nghị định 131 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chánh về quyền tác giả, quyền liên quan. Bên cạnh đó, sở còn xử phạt Le Le vì về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ. Nghệ sĩ Le Le tên thật là Le Le, nghệ sĩ Vũ Le tên thật là Vũ Le, sinh năm đó tham gia nghệ gia sau khi hát năm anh đoạt giải Trần Hữu Trang hả, trời ơi đoạt giải Trần Hữu Trang rồi ha. Năm 2015 anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Le Le và Vũ Le hẹn hò hơn một năm, họ tổ chức tiệc đính hôn ngày 3 tháng 8. Cặp sao dự định đăng ký kết hôn và tổ chức đầu năm 2025. Để em trả lời cho anh Vũ Le nghe nè. Phủ nhận cái gì mà phủ nhận? Mắc mớ gì phải lên báo phủ nhận với anh? Quan trọng là sau khi phủ nhận đó có ai tin được không? Mà mắc công lên báo làm chi vậy? Trời ơi, thà người ta im lặng đi, không có ai ấy chừng á, còn lên báo mà phủ nhận đồ này nọ đồ, có ồn ào đời tư hay không á, trời ơi, khán giả người ta biết hết trơn rồi, không có cần lên phủ nhận, phủ ơ vậy trơn á, nha. Mà không biết báo này sao tối ngày cứ phỏng vấn ổng không vậy trời, biết bao nhiêu nghệ sĩ ở ngoài kia sao không phỏng vấn, biết bao nhiêu nghệ sĩ ngoài kia chúng tôi cần những cái viết về những nghệ sĩ đó, những nghệ sĩ chân chính thì không viết, tối ngày cứ mời ông này lên phỏng vấn làm chi vậy hả báo. Nói nghe là Vũ Le, anh phủ nhận anh gời chuông vàng giọng cổ vì bận việc cá nhân đúng không? Không chuyên nghiệp. Làm việc mà không chuyên nghiệp như vậy mai mốt không ai dám mời chứ, đừng có nói là tháng 9 bận rồi tháng 10 quay trở lại, ai mà nhận. Không có chuyên nghiệp, tại vì á khi mình chấp nhận làm giám khảo một chương trình lớn là mình phải sắp xếp được thời gian.
mình phải phải biết được cái lịch trình của mình như thế nào thì mình mới nhận làm giám khảo, tự dưng nhận cho đã rồi rồi vô thí sinh đã quen mình rồi hết trơn, cái tự dưng bây giờ cái tôi rời đi vì vì lý do cá nhân, bận việc cá nhân. Ủa nếu như mà bận việc cá nhân thì nhận chương trình của người ta làm cái gì? Đó là đánh về giá về cái sự chuyên nghiệp đó. Một giám khảo không có sự chuyên nghiệp, trời ơi, mình đã đi theo thí sinh, mình đã nhận rồi, đã nhận ngồi ghế giám khảo rồi thì mình phải sắp xếp được công việc cá nhân, lịch trình rồi này nọ thì mình mới nhận, đúng không mọi người? Chứ không phải mà vô như vô ngồi giám khảo để mà lên cái tự dưng cái gì bận việc cá nhân cái rút khỏi. Ủa vậy hả? Vậy thì khi mà ký hợp đồng rồi này nọ đó sao vậy, có không có một cái sự ràng buộc gì hết trơn hả trời? Chứ thường ký hợp đồng cho một chương trình gì đó thì chúng ta phải đảm bảo được cái việc, chúng ta phải sắp xếp cái việc cá nhân và chúng ta phải đi theo chương trình, đúng không? Không biết là cái ông này ổng có hồi trước giờ có được ngồi giám khảo lần nào chưa ta, hay là lần đầu làm giám khảo cho nên không có kinh nghiệm hay sao trời. Chứ thường những cái giám khảo mà người ta có kinh nghiệm á, người ta có tâm có tầm á, là không có ai mà tự dưng đang ngồi cái đi đi rời khỏi gì cá nhân hết trơn á, đúng không? Vậy rồi mai mốt ai dám mời, mai mốt ai dám mời mời cái xong rồi cái hả thôi bận cá nhân cái người ao ra cái phải tìm người khác gì đó hết trời hả, ảnh hưởng tới chương trình của người ta. Trong khi đó giám khảo là cũng phải đi theo xuyên suốt dạy thí sinh đồ này nọ, đã quen như vậy rồi cái tự dưng cái dẫn người ta đi nửa đường cái không bởi vì bận việc cá nhân cái bỏ người ta ngang vậy trời. Như vậy là chuyên nghiệp dữ chưa, chuyên nghiệp dữ chưa, mà bày đặt lên phủ nhận rồi rồi, rồi ghế giám khảo dòm mà đời tư không có phải gì đời tư hả, còn rồi ấy hả, đời tư của anh nó im đềm quá ha, nó im đềm quá. Trời ơi cái câu chuyện tình của mình đó thì trời ơi là trời lên báo hả, ngày nào cũng lên trên đó hết trơn á, mà không ồn ào cái gì, người ta yêu yêu trong 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 im lặng đi, yêu trong im lặng, yêu trong âm thầm đi, công bố lên, trời ơi đi ra ngoài đường thì mà mua xe tặng này trả 3 tỷ tặng sau 5 phút cái bà đó bà đòi đổi xe khác, rồi cũng lên trên báo rồi rồi hét thì lên trên đó cái xong rồi bả đe bả lên cái xong rồi bả tặng bông băng bông thì trời ơi một cái lần tặng thì bông thì tiền ở đâu mà cả đống một bó trình hình như vậy, bông tiền bông ơ rồi là mắc mệt quá, tặng tặng cái bông bình thường được rồi, tặng thể hiện tấm lòng được rồi, tặng tặng tiền hả, tặng bông mà tự dưng lên chơi một cái bó bông nó trời ơi cả một đống tiền cho nó trình hình như vậy, ôm không nổi luôn, chi vậy chi vậy, muốn gì muốn tiền tiền thì chuyển khoản mà cho rồi đi, mắc mớ gì mà lên trên sân khấu mà chơi một cái bó bông tiền, trời ơi là trời là màu là mè như vậy mà không 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 không, không ồn ào. Rồi xong rồi trong cái chương trình ổng hét thì bả đi lên, bả đi lên thì bả tặng bông xong bả đi xuống đi không, bả ở trên đó bả đông đưa. Bả đông đưa gì là đông đưa theo điệu nhạc gì nè, xong rồi bả lượn gì nè mọi người, bả giống như kiểu mà gợn sóng đó mọi người đó, bả lượn gì nè, bả lượn bả đông đưa đông đưa đông đưa theo gió như vậy đó. Rồi không ồn ào he. Bao nhiêu tuổi người ta nhìn thấy những cái hành động đó là người ta đã cảm thấy nó rất là kỳ cục rồi mà không có ồn ào hả? Ủa cái chuyện tình của hai người thật ra không có ai quan tâm hết trơn á, chỉ qua là hai người làm quá đó, đi ra sân bay thì ôm 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 rồi hôn 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 nhau, cho nó trời ơi bao nhiêu tuổi rồi, lần đầu được yêu hả, lúc mới yêu, lúc mới yêu cái gì mà không biết là năm nay mình bao nhiêu tuổi hả, mình lên đông đưa theo gió như vậy vậy trời. Rồi mỗi một cái chương trình xuất hiện đó thì bả làm gì không không biết là bả nghĩ cái gì luôn á, bả đu theo mà cho bả quấn như là thanh xà bạch xà như vậy đó, bả quấn không rời, đưa vô vậy nè, thấy rất là mệt mỏi, mỗi lần live stream á đưa vô vậy nè. Rồi mỗi lần lên live stream thì trời ơi là trời, không biết là mình bao nhiêu tuổi hay sao. À, chồng ơi sữa chồng ơi sữa giờ đói rồi. À, trời ơi chồng ơi anh đặt sữa chưa hết sữa chồng ơi. Có cần làm như vậy không? Danh nhân mà cỡ đó đó. Mà cái vấn đề ở đây là người ta rất là khó chịu là sao? Là lớn tuổi rồi.
ngồi nghiêm chỉnh được không? Tại sao cứ phải xà xà vô và đông đưa theo gió đồ chi vậy trời? Có thấy tôi không? Người bình thường. Tôi người bình thường, tôi không phải là nghệ sĩ nha. Tôi là người bình thường, nhưng mà chuyện tình của tôi có bao giờ tôi đưa đem lên không? Một người bình thường mà người ta còn ít có khi nào mà người ta ấy nó còn một nghệ sĩ mà câu chuyện tình mà làm cái gì mà trời ơi, thấy mắc mệt luôn á mọi người. Thì đừng có hỏi tại sao mà cái chuyện ồn đời tư của mình nó ồn ào. Ồn ào là do mình muốn. Ồn ào là do mình muốn đó mọi người. Mình muốn làm như vậy đó. Chứ đừng có nói là sao mà nói tôi đồ này nọ đâu. Không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi hả? Không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi hả? Và cái tuổi của mình thì nên làm gì và không nên làm gì hả? Trời ơi là trời, rồi như vậy rồi ồn ào dữ chưa? Rồi thêm nữa là ha, rồi đừng có nói là cái vụ ồn ào đời tư, cái này nó không phải ồn ào đời tư thì chắc là rút khỏi giám khảo. Không phải ồn ào đời tư mà biết cái gì không? Là do vạ miệng đó. Là do vạ miệng rồi cảm thấy không đủ tư cách đó rồi mới ao đi đó hay sao? Chứ có một cái giám khảo nào mà có một cái bà vợ live stream rồi mình ngồi đó mình mớm lời cho bà để bà hát chế lời quốc ca không? Rồi nghĩ sao đủ tư cách để lên trên đó ngồi góp ý cho thí sinh? Rồi không tự rút lui là gì? Mà thật sự mà nói thì không biết là tự rút lui hay là bị lội ra khỏi ha. Mà chứ cảnh cũng cảm thấy rất là mắc cười á mọi người. Trong lần đầu tiên trong lịch sử loài người, lần đầu tiên trong lịch sử loài người cũng có một giám khảo bị ao trước thí sinh. Thí sinh chưa bị ao nữa, giám khảo bị ao trước rồi. Độc lạ đó mọi người. Lần đầu tiên trong lịch sử nha, là lịch sử các cuộc thi, các game show, giám khảo bị ao trước thí sinh. Trời ơi. Mà thêm nữa là càng lên nói thì càng cho người ta thấy cái sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Khi mà đã nhận lời ngồi ghế ban giám khảo rồi thì phải có trách nhiệm với chương trình, trách nhiệm với cái sự tin tưởng người ta mời mình. Tại sao biết bao nhiêu nghệ sĩ người ta không mời mình, ta mời mình? Thì mình phải có trách nhiệm chứ. Mình phải có trách nhiệm. Và một khi mình đã nhận thì mình phải có trách nhiệm. Chứ cái này là kỳ nè. Cái này mà kiểu mà sớm nở chiều tàn nè. Cái này mà kiểu mà kiểu mà cái gì mà giờ nói lời hay giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay nè. Cái này kỳ nè. Cái này mà tự dưng cái gì bận gì cá nhân cho nên không có làm nữa. Bận việc là bận việc gì? Công việc cá nhân sắp xếp được hết trơn á. Và đặc biệt trước khi mà đã đồng ý nhận rồi thì phải biết được là mình phải gánh như thế nào. Tự nhiên cái bận việc trong tháng 9 vì dướng lịch cho mọi người, dướng lịch cho nên không thể đồng hành. Ủa vậy lịch trình đó là mình đã biết trước từ lâu hay sao? Dướng lịch có nghĩa là cái lịch đó là mình phải biết trước. Nếu như trong trường hợp có lịch thì mình không nhận, còn một khi mà không có lịch đó, thì mình mới nhận. Còn cái này là dướng lịch là mới nhận nữa hả? Là thấy cái lịch này nó ok hơn lịch kia rồi sao mới quỷ hay sao? Chứ một khi mình đã có lịch chương trình chung dàn giọng cổ rồi thì mình đâu có nhận lịch cá nhân mọi người, đúng không? Dướng lịch trình cá nhân, trời ơi, dướng lịch trình cá nhân là lịch trình gì? Lịch trình là phải lên kế hoạch hết chứ. Phải có kế hoạch hết chứ, làm việc phải có kế hoạch hết. Nhất là nghệ sĩ này là không biết có trợ lý không ta, có ekip có trợ lý không, chứ thường nghệ sĩ mà chuyên nghiệp là người ta có trợ lý hết trơn á. Là lịch trình như thế nào là người ta nắm vững lắm, người ta lên là hết trơn, nhiều khi người ta lên trước cả năm luôn á. Những mà nghệ sĩ nổi tiếng á, cái bà mà le le bắt kêu chồng bà nghệ sĩ Hằng A đúng không, nghệ sĩ Hằng A là người ta phải có cái lịch trình cả năm luôn á. Là người ta phải sắp xếp được như vậy mới là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Còn một cái nghệ sĩ mà tự dưng đang ngồi ghế giám khảo và tự dưng cái quỷ ngang như vậy, cái gì dướng lịch cá nhân, là một nghệ sĩ không có sự chuyên nghiệp, làm sao ai mà mời nữa. Mà thêm nữa là kiểu tháng 9 bận rồi tháng 10 rảnh, tháng 10 quay trở lại, trời ơi, ai cho một cái chương trình mà muốn đến muốn đi như vậy đó hả? Giống như nhà không chủ như vậy đó hả trời? Một chương trình mà tháng 9 bận cái đi ra, cái tháng 10 rảnh cái phóng vô, cái tháng 11 bận cái đi ra, cái tháng 12 rảnh cái phóng vô. Cái gì mà ga vô gì trời? Cái gì mà ga vô gì hả Vũ Le? Có đúng không mọi người?
Cái này là nói là không có cãi được luôn đó. Cái này nói là coi như là chỉ có biết câm miệng lại thôi, chứ không có trả lời trả vốn được nè. Đúng không? Trời ơi là trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồn ào cá nhân, ồn ào đời tư, đâu có ồn ào đời tư. Cái này là ồn ào là do vạ miệng, do cái bà vợ vạ miệng, cái bà vợ mà lúc nào cũng tự hào là tôi là nghệ sĩ của ta, chồng tao là nghệ sĩ ưu tú, chồng ta là ca sĩ ở nghệ sĩ hạng A, còn còn hai cái còn anh Linh Tý mình chỉ biết cho anh là nghệ sĩ hạng B, nghệ sĩ hạng B, chứ nhiều khi người ta chuyên nghiệp hơn các bà. Nghệ sĩ hạng bét chứ anh ta không có bao giờ mà lỗi hẹn với chương trình, nên ta đi đúng giờ đúng giấc đồ này nọ, anh ta làm ok lắm, chứ không có ai mà nghệ sĩ hạng A mà tự dưng đang ngồi ghế giám khảo cái tự dưng vì bận việc cá nhân, vì bận lịch trình cá nhân cho nên rút ghe cái tháng 10 đẩy vô. Trời ơi tháng 9 rút ghe, tháng 10 đẩy vô, cái gì mà lâu lắc quá vậy? Trời ơi rút ghe thì ví dụ như rút bữa nay thì bữa sau phải ấy vô cho người ta. Bận thì bận một ngày thôi. Ví dụ như 15 phút ta rút ghe rồi sau đó người ta ấy ta làm vô liền. Tự dưng cái tháng 9 rút ghe, tháng 10 đòi đẩy vô, ai mà cho á. Người ta phải thế cái cái người mà để được thế nó rồi bị đẩy ra nữa hay sao? Mà sao vô cái gì mà vô? Ví dụ như bây giờ cái nghệ sĩ mà Kim Phương đúng không? Nghệ sĩ Kim Phương vô thai cái xong mà tháng 10 cái phóng vô rồi cái Kim Phương đi ra hả? Trời ơi cái chương trình gì đâu mà ra vô như vậy, rồi làm sao mà chuyên nghiệp, làm sao mà đảm bảo cho thí sinh? Còn bị đặt hẹn đâu nữa, trời ơi là trời, mà nó nghe là chụp hình nó bớt Photoshop đi trời, bớt Photoshop để bên ngoài đó người ta gặp người ta đừng có ngỡ ngàng, người ta đừng có sụp đổ, chứ ở bên trên lên hình đẹp quá mà nhiều khi đi ra ngoài nó không có được như vậy đó, gần người ta khó chịu đó nha. Trời ơi là trời, livestream rồi vợ thì lên vợ đó, bởi vì hai cái sự nghiệp này, cái sự nghiệp của cái Vũ Le này nè cũng bị lao đao là bởi hai cái bà hoa hậu, không có bà nào á hậu hết trơn ha, ngộ thiệt, phải chi á hậu đi được rồi ham chi mà ham tới hoa hậu chứ gì. Lần trước thì bị bà hậu hoa hậu kia ghi âm, rồi tới bà hậu hoa hậu này thì cái vụ mà vạ miệng hay hát chữ lời quốc ca, trời ơi nói chung là không biết là có bị tam tai với hoa hậu không, mà thấy hai hoa hậu này kỳ nè, đi trên lên trên đó một nghệ sĩ ưu tú mà ngồi đó mà bà đó bà mớm lời cho bà em nói đồng quân gì đó, cái xong rồi bà nghe cái câu đồng quân cái bắt đầu bà hát lên liền, trời bà hát lên liền, cái ngồi đó cười cười nghe đó, hàm răng mà hàm răng không phải kim cương, hàm răng kim cương 720 triệu, cười thôi ngưng cương. Đây là răng tự nhiên, đây là răng tự nhiên nha, tự nhiên nó mới có duyên, găng tự nhiên nó mới có duyên, mọi người nó mới có cái nét duyên, không cần 720 triệu vậy chân á, tự nhiên nè mà thấy không, thấy nó đều không, nó trắng không, không tì vết nè, mắc mệt thiệt. Trời ơi bị đặt lên phủ nhận phủ ơ đồ, càng phủ nhận thì người ta càng ấy, cho nên là chỉ cần nghĩ là không nhất thiết để em có một cái bài báo lên phủ nhận gì ồn ào đời tư, không ồn ào đời tư gì là cái gì, có hàng triệu khán giả người ta nhắn tin vào chương trình đó, người ta yêu cầu là phải lội khỏi ghế ban giám khảo, và cái người đầu tiên yêu cầu là tôi hôm nay lên thừa nhận luôn nè, cái người đầu tiên mà lên clip mà kêu mà lội khỏi chương trình là tôi kêu lội đó, tại vì tôi cảm thấy không đủ tư cách để mà ngồi để chấm cho ai hết trơn, về chấm cho bà vợ kìa, về dạy là bà vợ hát cho đúng lời kìa, chứ bà vợ của mình ngồi đó mà hát sai lời mà mình ngồi mình cười đó thì làm sao mình dạy được ai. Ví dụ như vợ mình hát sai là mình là nghệ sĩ là mình phải chỉnh lại liền, mình phải chỉnh, em ơi em hát gì sai lời của em không có được hát sai lời, em không được chế lời, không ngồi đó cười, trời ơi cười lên để mình khoe hàm răng 720 triệu kim cương ra, không có một lời góp ý gì cả, rồi dạy ai, rồi thêm nữa là rồi cái đời tư của mình đó thì tối ngày cứ 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 đông đưa đó như vậy đó, rồi thí sinh nào mà nó nghe theo, thí sinh nó đi lên từ thực lực, cái chương trình chuông vàng giọng cổ hát mà phải bằng thực lực hết, mà lên đó ngồi đó mà trời ơi tao nói thiệt chứ ở cái chương trình đó là thoa cái này nè mọi người, thoa này nè nổi hơn hai cái bài giám khảo kia, nổi hơn thí sinh luôn, ta vừa phải thôi, ta xài cái son nó cho nó đầm lại một chút
nó vừa phải thôi. Cái này cái gì mà làm nổi hơn hai cái cô kia, hai cái cô giám khảo kia, thấy rất là đẹp, rất là vừa dặn. Còn mình là nam giám khảo mà cứ rất là nổi bật, cái make up thì cái tông gì đâu mà nó trắng sáng, nó trắng, trời ơi nó trắng, tông vừa thôi, tông vừa phải thôi, make up cái gì mà nó trắng tươi như vậy. Mình lên mình ngồi đó mà trời ơi nhận xét thì cái bà đó, bà le le đó, bà kia bà nói là trời ơi chồng bà nhận xét đầy tinh tế. Trời ơi, cái bà le le bà lên live stream bà kêu là chồng bà đó chơi à, gia nghe mãi đỉnh nhận xét thí sinh đầy tinh tế, trời ơi, đầy chuyên môn. Cái xong rồi bà còn kêu mà fan nó vô ủng hộ đi, fan vô cái comment ủng hộ đi, trời ơi là trời. Lẽ ra là cái chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ năm nay là được nhiều người chú ý, nhiều người thích dữ lắm luôn á, mà có cái ổng vô cái bây giờ người ta thấy ngao ngán luôn đó, ta thấy ngao ngán là nhiều khi người ta cũng bớt quan tâm luôn đó, là bị ảnh hưởng luôn rồi đó, đúng không? Kiểu mà người ta thấy sao tự dưng mời ổng đồ này nọ, rồi ta thấy thôi mệt mỏi quá rồi thôi, người ta không theo dõi từ đầu, người ta đâu biết gì đâu, rồi sao sẵn người ta không theo dõi luôn đó, cho nên là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới chương trình đó. Ví dụ như mà bình thường không có ổng là Chí Cảnh đã coi ngay từ đầu rồi, Chí Cảnh coi thử coi ai ca hay ai ca dở, rồi theo dõi thí sinh đó từ đầu để coi thử coi thí sinh đó có sự phát triển rồi hay không, rồi tự dưng có ổng mình đâu thèm coi, có ổng mình không đâu thèm coi, rồi mình đâu có biết gì đâu, rồi tự dưng mình xen ngang vô, rồi đâu có biết là mấy tập trước làm sao, ai thắng ai thua, ai đậu ai không rồi đâu, mọi người làm cho nó chơi với nữa, đúng không? Rồi thôi thẳng là thôi mùa này không theo dõi luôn, để mùa sau theo dõi, chứ bây giờ tự dưng vô ngang rồi không biết, cái thí sinh đó làm sao, mới đầu vô có hay hay không hay, rồi mình cần ví dụ như một cái chương trình truyền hình thực tế thì mình phải theo dõi từ đầu tới cuối để mình thấy cái thí sinh đó có một cái sự tiến bộ vượt bậc, hoặc là mới đầu vô cái phong độ của họ rất là mạnh nhưng mà họ vẫn duy trì cái phong độ đó từ đầu tới cuối. Còn bây giờ mình vô nghe mình đâu có biết là ban đầu họ mạnh hay họ yếu, rồi họ có giữ vững phong độ không, rồi họ thế này họ thế kia, phải không mọi người? Cho nên là ta nó cũng ảnh hưởng đó. Cái chương trình này là mấy tập đầu tôi đâu thèm coi, bây giờ cũng không coi luôn, tại vì bây giờ đâu biết gì đâu coi, vô rồi đâu biết cái gì đâu coi, đâu có hề theo dõi, đâu có biết gì đâu mà coi trời. Rồi à, rồi tự dưng bận việc cá nhân như vậy rồi có bị đền hợp đồng không? Hả Vũ Le? Vũ Le ơi, bận việc cá nhân á, lịch trình đâu đó, rồi có bị đền hợp đồng không? Chứ người ta lên chương trình rồi tao quay đồ này nọ mà tự dưng giờ ao ra như vậy đó, làm ảnh hưởng tới tao quá trời luôn đó, có bị đền không vậy? Có bị đền hợp đồng không? Trong trường hợp muốn rút lui là phải có lý do chính đáng, ví dụ như là xảy ra một cái vấn đề bất khả kháng như là bệnh tật hay là có cái biến cố rồi này nọ đó, thì là lý do chính đáng mình được quyền rút. Còn cái này là vì lý do cá nhân, vì lý do cá nhân rút ra như vậy rồi có bị ấy không trời, có bị đền hợp đồng không? Chứ nếu như mà vì lý do mà bình thường thôi mà muốn chủ động rút ra thôi mà không có bị cái gì á thì phải đền hợp đồng đó. Cuối cùng thì mọi người ơi, Chí Cảnh còn có mấy chai nước hoa mini nè mọi người. Trời ơi, mấy chai nước hoa mini này nó rất là dễ thương nha. Đây là hàng chính hãng nha mọi người. Đây là hàng chính hãng nha. Cái này là của BVL nha mọi người. Nó thơm 8 tiếng trở lên, rất là thơm luôn á mọi người. Dễ thương lắm mọi người, đây nè. Cộ một cái chai vậy, nước hoa mini rất là dễ thương luôn mọi người, thấy không? Nó thơm kinh thiên động địa lắm mọi người, đi đâu mọi người chỉ cần chấm 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 vô một cái, trời ơi, nó thơm kinh khủng lắm nha. Đó, nhưng mà cái này là chỉ có phù hợp đi mà kiểu mà đám đám cúng cơm nè, đám sinh nhật nè, thôi nôi nè, rồi đi tiệc, rồi đi cà phê, rồi đi đi, đi sự kiện rồi đó. Chứ đám ma là đừng có sức vô nha trời.